Huy, mọi người nhìn này. Khoa. Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mây Phương đây. Và mình nghĩ là cái sự kiện Nacha này có rất là nhiều bạn vẫn còn đang nhiều cái khúc mắc trong đây, nên là mình sẽ giải đáp một số cái thắc mắc mà mình thấy là các bạn comment trên video của mình nhiều á. Thì cái đầu tiên, các bạn sẽ gặp cái vấn đề về mặt ngôn ngữ trong cái tựa game này. Tại vì một số bạn thắc mắc là tại sao các bạn vào á, nó lại xuất hiện chữ Trung Quốc, còn của mình á, thì là chữ tiếng Anh. Và mình đã có để ý rồi, nếu mà các bạn join vào cái server thường thì nó sẽ xuất hiện những cái dòng chữ Trung Quốc chứ không là tiếng Anh. Còn khi mà các bạn vào server VIP, nó sẽ là tiếng Anh. Và server VIP nó là miễn phí nha mọi người, nên là các bạn có thể là cần ngôn ngữ tiếng Anh á, thì tạo server VIP đi rồi vào chơi. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ khó khăn về mặt trao đổi những cái mảnh ghép. Mình đã có được cái body Nacha phiên bản người lớn rồi, đó là nhờ công sức của bạn Ginny đã trao đổi với mình. Bạn ấy đã tìm những cái mảnh còn lại á, thì thay vì là một lần trao đổi có thể là hơn con số các mảnh như là như thế này này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nếu các bạn cứ dư á, thì các bạn phải cho cái người bạn của các bạn đi là 9 mảnh luôn, nếu mà các bạn có dư trên 2 nha. Đó thì bạn Jenny đã trao đổi cho mình là mình đã lấy được rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem cái lúc mà mình với bạn ấy trao đổi và mình nhận được cái huy hiệu gốc phải. Và còn về cái vấn đề mà sự kiện này á, khi nào kết thúc, thì nếu mà các bạn để ý thì thường là mô tả của cái game nó sẽ để, hoặc là ở cái góc sự kiện event nó sẽ để, thì là ngày 12 tháng 8 nha mọi người. Ngày 12 tháng 8 thì nó sẽ tính theo giờ Roblox ấy, thì nó sẽ kết thúc sự kiện này. Nói chung là cái copy này mình vẫn chưa có khám phá hết, mình chỉ mới đi đến đây thôi. Rồi đi đâu nữa ta? Chạy ra đây đúng không? Okay. Checkpoint. Sau đó thì dùng lá sen để di chuyển tới cái chỗ này. Và mình nghĩ là mình đi đến đây được rồi, thì mình sẽ review cho các bạn xem cái body Nacha lúc lớn nó sẽ như thế nào nhé. Tại vì cũng có bạn hỏi mình là ở cái cây trượng ở phía sau của cái body đó nó có tách riêng ra không á. Thì hôm nọ mình quay video của Jenny về cái con nhân vật vlog của bạn Jenny thì mình chưa có review cận cảnh, thì hôm nay mình để là mình làm cận cảnh cho mọi người luôn nhé. Ok, let's go. Ok, mình đã đi đến phần avatar rồi, và mình sẽ cho mọi người xem cái điều mà đặc biệt ở đây á, là nó sẽ không nằm ở trong cái phần character nha. Để các bạn phải ghép từng phần đầu, tay, chân này kia của cái body Nacha lúc lớn á. Đây, tiếp theo cho body, xong rồi cái đầu. Mình cũng không biết là nó nằm cái đầu nào luôn á mọi người. Nó tự lưu hột me hết rồi. Đây, đúng không? Rồi đây, mình sẽ gắn từ từ cho mọi người xem. Body style. Wee. Wee, 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 wee. Wee, wee. Cho nó mập mập ra nhờ. Đây, mập mập ra, có da có thịt. Mình gỡ cái con Dino ra nha. Cái đuôi luôn.
cái đầu mình gắn sai sao ta? Úi dồi ôi, cái đầu. Ý, cái gì vậy nè? Cái mặt của Nacha đâu nhờ? Mình không tìm ra cái mặt của Nacha được này. Really? Bất lực quá nồi mọi người ạ. Hay là do điện thoại nó không có cái cơ chế đó ta? Kiếm không ra. Oh no. Nhớ rồi, không nghe. À đây nè. Trời ơi. Hoang mang thật sự. Rồi cái phần cánh đâu? Cái phần cánh đây, mình sẽ cho mọi người xem nha. Cái cây trượng là nó riêng lẻ nha. Mọi người lấy được body là được cái này phía sau nè. Các bạn có thể gắn cho những con nhân vật khác. Nhưng mà nếu bạn nào sợ sử dụng body vuông ấy thì cái cây này nó hơi bị nhỏ so với cái body vuông. Đó. Hình như là mình chỉnh cái body nó sai quá sai rồi. Nó sai thiệt là sai luôn. Oh no. Ui, mọi người nhìn đi. Wow. Thật là magic. Chắc con này là được. Đó, con đói rồi. Ok chưa? Vậy là có nhiều bạn nói vui là cái game này là cái tựa game ăn xin. Thì nó đúng là nghe thì hơi thô, nhưng mà nó thật. Mình phải đi xin các mảnh này kia thì mới có được. Thì giống như mình này, mình cũng được bạn Jenny cho mấy cái mảnh ấy mới được như thế này. Chứ mà đợi 9-10 ngày để mà có được từng mảnh khó khăn lắm á mọi người. Ok, và chúc mọi người thành công nha. Và có thắc mắc gì hay để lại comment dưới video này đi. Thì nếu được thì mình sẽ giải đáp thắc mắc đến mọi người nhé. Còn có một comment phí thì mình sẽ làm video thông báo đến mọi người. Bye bye.